Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cái chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cái chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Len mắc hóa vị đĩa đệm. Thưa quý vị, đĩa đệm là phần nằm giữa các đốt sống, xung quanh là lớp vỏ, ở giữa là nhân nhầy. Đĩa đệm có tác dụng chịu áp lực do cột sống đè lên, tạo sự mềm dẻo cho cột sống. Hóa vị đĩa đệm là một thuật ngữ chỉ tình trạng xảy ra khi nhân nhầy của đĩa đệm cột sống chệch ra khỏi vị trí bình thường, xuyên qua dây chằng, chèn ép vào các rễ thần kinh, gây tê bì, đau nhức. Tình trạng này thường là kết quả của sang chấn hoặc do đĩa đệm bị thoái hóa, nứt, rách, có thể xảy ra ở bất kỳ khu vực nào của cột sống. Trên thực tế, thường hay gặp hiện tượng đau lan tỏa từ thắt lưng xuống chân, đau dây thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm ở cột sống thắt lưng là phổ biến nhất. Một số nguyên nhân thoát vị đĩa đệm chính mà một người có thể gặp phải như sau: do làm việc, vận động, lao động quá sức hoặc sai tư thế dẫn đến đĩa đệm và cột sống bị tổn thương. Do tuổi tác là nguyên nhân mà đa số các bệnh nhân gặp phải. Khi quá trình lão hóa diễn ra, đĩa đệm và cột sống bị mất nước, thoái hóa xơ cứng và rất dễ dàng bị tổn thương. Do chấn thương ở vùng lưng, các bệnh lý bẩm sinh hoặc mắc phải ở vùng cột sống như gù vẹo, thoái hóa cột sống, yếu tố di truyền. Ngoài ra, có một số yếu tố nguy cơ của bệnh thoát vị đĩa đệm như cân nặng của cơ thể càng lớn, gánh nặng cho những đĩa đệm cột sống càng cao, đặc biệt là ở khu vực thắt lưng. Nghề nghiệp, các đối tượng lao động chân tay, mang vác nặng, sai tư thế đều có nguy cơ cao mắc thoát vị đĩa đệm. Bệnh thoát vị đĩa đệm có triệu chứng điển hình là những cơn đau buốt tại vị trí đĩa đệm bị thoát vị. Các dấu hiệu gồm đau lưng, cổ, đau vai gáy. Giai đoạn đầu, khi đĩa đệm mới lệch khỏi vị trí, người bệnh chỉ thấy những cơn đau thoáng qua tại cột sống. Càng về sau thì cơn đau càng xuất hiện nhiều và liên tục, đau nhiều tại vị trí đĩa đệm thoát vị. Cơn đau thường không đồng đều, có lúc âm ỉ, có khi đau buốt dữ dội. Đau tăng lên khi cúi lưng, ho, hắt hơi, khi vận động, giảm khi được nằm hoặc nghỉ ngơi. Dấu hiệu thoát vị đĩa đệm gây đau dọc từ hông đến chân. Bệnh nhân thoát vị đĩa đệm sẽ cảm nhận thấy cơn đau chạy dọc từ thắt lưng xuống dưới cẳng chân. Cơn đau gây ra do khối thoát vị chèn lên dây thần kinh tọa. Đau khập khiễng cách hồi. Nhiều bệnh nhân cho biết thường cảm thấy đau chân từng lúc, đi khoảng vài mét lại thấy đau, ngồi nghỉ thì đỡ, nhưng đi tiếp lại đau. Tê bàn tay, bàn chân. Ở giai đoạn nặng, khi khối thoát vị chèn ép lên các dây thần kinh, người bệnh sẽ có cảm giác bị tê ở bàn tay, bàn chân thường xuyên. Nhiều trường hợp cảm giác tê bị xuất hiện ở cả ngón tay và ngón chân, gây ngứa râm ran. Thưa quý vị, phương pháp cái chỉ cắt gút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị, bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.